địa chỉ lớp B được dùng cho các mạng có kích thước vừa và lớn. Trong địa chỉ lớp B, hai byte đầu xác định NetID và hai byte cuối xác định HotID. Trong đó, hai bit cao nhất của byte đầu tiên luôn được đặt là 10, nghĩa là có 16.384 mạng lớp B với 65.534 trạm trên mỗi mạng. Địa chỉ lớp C được sử dụng cho các mạng nhỏ hơn, 3 byte đầu xác định NetID và 1 byte cuối xác định HotID. 3 bit cao nhất luôn được đặt là 110. Lớp C cho phép xác định 2.097.152 mạng với 254 trạm trên mỗi mạng. Các địa chỉ lớp D được sử dụng cho phát đa hướng hay multicast. Một nhóm multicast có thể chứa một hoặc nhiều trạm. Trong lớp này, 4 bit cao nhất luôn được đặt là 1110. Các bit còn lại định nghĩa nhóm multicast. Địa chỉ lớp D không được chia thành NetID và HotID. Các gói multicast được chuyển tiếp tới một nhóm trạm cụ thể và chỉ có các trạm đăng ký vào nhóm này mới nhận gói. Lớp E là lớp địa chỉ thực nghiệm, nó không được thiết kế cho mục đích sử dụng chung. Lớp E được dự phòng cho các ứng dụng tương lai. Các bit cao nhất của địa chỉ lớp E luôn được đặt là 1111. Chúng ta hãy tổng kết những nội dung đã học về các lớp địa chỉ. Lớp A xác định 126 mạng với khoảng 17 triệu trạm trên mỗi mạng. Lớp B xác định hơn 16.000 mạng với hơn 65.000 trạm trên mỗi mạng. Lớp C xác định hơn 2 triệu mạng với tối đa 254 trạm trên mỗi mạng. Như vậy, tổng số địa chỉ IP có thể dùng cho trạm là 3.720.314.628. Bạn có thể nghĩ rằng con số khổng lồ này là đủ. Nhưng đến cuối chương trình này, bạn sẽ thấy do sự phát triển đột biến về người dùng Internet mà các địa chỉ IP dựa trên kiến trúc phân lớp sẽ sớm cạn kiệt. Khi gán địa chỉ IP, cần tuân thủ một số quy tắc. Không sử dụng NetID 127 trong mạng lớp A vì nó được dành riêng cho chức năng lập vòng, chức năng để kiểm tra xem giao thức TCP/IP đã được cài đặt đúng chưa. Không sử dụng HotID gồm toàn bit 1 vì giá trị này sử dụng cho địa chỉ quảng bá, ví dụ địa chỉ 192.115.7.255 là địa chỉ của tất cả các trạm trong mạng lớp C 192.115.7. Không sử dụng địa chỉ 0.0.0.0 vì nó được hiểu là chỉ mạng này. Ngoài ra, host ID trong một mạng phải là duy nhất. Hãy xem ví dụ sau để biết cách sử dụng địa chỉ và lớp địa chỉ trong IP thực tế. Giả sử ta có 3 mạng khác nhau. Mạng 1 là mạng lớp A. NetID của nó là 124, 3 số cuối cùng để xác định host ID. Mạng 2 là mạng lớp C với NetID 192.121.73. Z là phần Hot ID. Mạng này hỗ trợ tối đa 254 trạm. Mạng 3 là mạng lớp B với NetID 131.107. Hai giá trị thập phân cuối cùng Y và Z được dành cho Hot ID. Router được sử dụng để kết nối các mạng này. Để biết trạm đích là cục bộ hay ở xa, trạm nguồn cần một thông tin khác. Thông tin này chính là mặt nạ mạng con. Mặt nạ mạng con là một địa chỉ 32 bit được sử dụng để che một phần của địa chỉ IP. Bằng cách này, máy tính có thể phân biệt các bit trong phần NetID với các bit trong phần HotID. Như vậy, mỗi trạm trên mạng cần một mặt nạ đi kèm địa chỉ IP của nó. Nếu không phân mạng con, mặt nạ được gọi là mặt nạ mặc định. Nếu phân mạng con, mặt nạ được gọi là mặt nạ tùy ý. Mặt nạ mặc định được sử dụng cho các mạng không phân mạng con.
Cấu trúc của nó phụ thuộc vào lớp địa chỉ mạng. Trong mặt nạ, các bit mạng phải được đặt là 1, do đó giá trị thập phân của một byte là 255. Các bit chạm được đặt là 0. Ví dụ, mặt nạ mặc định của địa chỉ lớp B 131.107.16.200 là 255.255.0.0, NAT ID là 131.107 và HOT ID là 16.200. Khi chia mạng thành các mạng con, mỗi mạng con được xác định bởi một địa chỉ mạng con riêng biệt. Để cấp địa chỉ cho mạng con, người ta chia phần địa chỉ chạm thành hai phần. Một phần được sử dụng để nhận dạng mạng con và một phần để nhận dạng chạm. Quá trình chia một mạng thành hai hay nhiều mạng con được gọi là phân mạng con. Ưu điểm của phân mạng con là mạng có thể trải rộng trên nhiều phân đoạn vật lý. Ví dụ, mạng có thể gồm hai phân đoạn Ethernet và Token Ring. Tuy nhiên, ưu điểm chính là giảm lưu lượng mạng. Vì khi phân mạng con, lưu lượng quảng bá không làm ảnh hưởng tới toàn mạng, do router giữa các mạng không chuyển tiếp thông báo quảng bá. Tuy nhiên, do sự phát triển bùng nổ của Internet mà việc sử dụng các lớp địa chỉ để gán địa chỉ IP cho mạng gặp phải những vấn đề cần phải xem xét. Thứ nhất, địa chỉ IP lớp B gần như đã cạn kiệt do sử dụng lãng phí. Ví dụ, một công ty có 2.000 máy tính trong một mạng lớp B có tối đa 65.534 địa chỉ, nghĩa là lãng phí 63.534 địa chỉ. Có thể tránh vấn đề này bằng cách sử dụng 8 địa chỉ mạng lớp C, mỗi địa chỉ mạng cung cấp 254 địa chỉ chạm. Tuy nhiên, phương pháp này có thể làm đầy các bảng định tuyến của router, vì để định tuyến gói, lúc này cần tới 8 mục thay vì một mục như trước. Giải pháp cho vấn đề này là phương pháp có tên định tuyến vùng không phân lớp CIDR.